Xin chào cả nhà, hôm nay thì sẽ hướng dẫn với mọi người sử dụng tip kem tan mỡ nha. Đây là kem tan mỡ của Hera, được chiết xuất từ các thành phần thiên nhiên như là tinh dầu quế, gừng, bạc hà và một số các thành phần khác nữa. Và công ty đã cải tiến rất là nhiều, do đó mọi người có thể sử dụng 2 ngày một lần thôi là đã đủ hiệu quả rồi nha. Và sau khi chúng ta sử dụng hết một tip này thì sẽ giảm được 5-10 sen và mình sẽ hướng dẫn cái cách để mọi người có thể pha kem tan mỡ nha. Chúng ta sẽ lấy cái một ít kem tan mỡ ra, khi mọi người lấy thì tầm trên lẫn bụng dưới nha, rồi mọi người massage đều. Chúng ta massage cho đều tất cả các nơi ở vùng bụng, massage đường xoắn ốc lẫn massage hai bên. Đây cái cách massage thì mình cũng đã từng ốc rồi, nếu mọi người muốn xem lại thì mình sẽ để cái hình hoặc là mình sẽ cho mọi người xem khi mọi người inbox của mình nha. Sau khi thoa xong thì muốn đạt hiệu quả tốt hơn, mọi người nên dùng một màng bọc thực phẩm hoặc là chúng ta sẽ dùng đai. Ở đây thì mình sẽ dùng đai, và cái đai này là đai cao cấp. Khi mọi người mua 2 tiết kem tan mỡ cụ thể thì sẽ được tặng một chiếc đai như thế này nha. Bên trong và chiếc đai này sẽ cố định cái vòng eo của chúng ta, sẽ giúp cho cái kem tan mỡ sẽ định hình ở cái vùng eo cần tan luôn. Và mình khuyên là mọi người muốn giảm thì mọi người nên điệp đai nha. Đây là lớp thứ nhất. Đó. Lớp thứ hai là hai cái miếng nhỏ này nè, mọi người muốn xíu thì mọi người sẽ và mình khuyên khi mọi người niệt đai thì